Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ dẫn cho bạn cách đánh số trang bất kỳ trong Word Giả sử như ở đây Tôi có một tài liệu Và tài liệu của tôi á Có rất là nhiều trang Bây giờ tôi muốn là đánh số trang Bắt đầu từ trang số 2 trở đi Đó Còn trang bìa tôi không muốn đánh Thì tôi sẽ làm như sau Đầu tiên á Tôi sẽ đặt con chó chuột tại dòng đầu tiên của trang thứ hai Tiếp theo tôi sẽ vào tab layout Và các bạn lưu ý nha Đối với bạn nào sử dụng Word 2007, 2010 và 2013 thì chúng ta sẽ chọn vào tab là bay layout. Còn đối với bạn nào sử dụng Word 2016 trở lên thì chúng ta sẽ chọn vào tab layout. Rồi tiếp theo, các bạn chúng ta sẽ chọn vào grid và chọn vào continuous. Rồi sau đó ở đây, các bạn chúng ta sẽ kéo xuống phần footer của trang thứ hai. Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ nhấn đúp chuột vào phần footer. Rồi sau đó ở đây, các bạn chúng ta sẽ tiến hành là gác liên kết giữa các trang thì bình thường á các bạn thấy cái dòng là to Private nó sẽ được bôi đậm lên tức là nó đang liên kết giữa các trang mà tôi không muốn liên kết giữa các trang thì tôi sẽ tiến hành là ngắt liên kết bằng cách là tôi sẽ bấm vào to Private đó là hiện thị thế này chứng tỏ là tôi đã ngắt liên kết thành công sau đó ở đây tôi sẽ tiến hành là đánh số trang bằng cách là vào tab Insert này. chọn vào page number ở đây tôi sẽ đánh số trang ở phía dưới nên tôi sẽ chọn vào bottom of page có ba kiểu nha trái này, giữa và phải. Ở đây tôi sẽ đánh ở giữa này, chọn một kiểu số 2. Thì lúc này các bạn quan sát này, số trang đã được đánh, chọn vào cloud header and footer. Rồi bây giờ chúng ta quan sát nha. Ở trang bìa nó sẽ không được đánh số trang. Còn trang số 2 trở đi được đánh số trang, 2 3 1. Rồi thấy không? Rất đơn giản. Rồi, nếu như các bạn chúng ta muốn là trang số 2 trở đi bắt đầu bằng số 2, số 3, số 4 hoặc là số 5 thì chúng ta sẽ làm như sau. Ở đây tôi muốn là trang số 2 trở đi, bắt đầu bằng số 1. Thì tôi sẽ vào tab insert này. Thì trước khi tôi vào tab insert thì tôi phải đặt con chó chuột ở trang số 2. Vào tab insert, chọn vào by number. Sau đó tôi sẽ định dạng lại số trang, chọn vào format by number. Rồi, ở đây tôi sẽ chọn vào start at. Ở đây tôi muốn là bắt đầu bằng số 1 thì tôi sẽ nhập số 1 vào đây nha, chọn vào ok này thì trang số 2 trở đi bắt đầu bằng số 1 này 2 3 còn trang bìa sẽ không được đánh số trang rồi nếu như các bạn chúng ta muốn là trang số 2 trở đi bắt đầu bằng số 3 thì chúng ta sẽ làm như sau này cũng tương tự nha đặt con chó chuột ở trang số 2 này và tab insert chọn vào page number chọn vào format page number ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn kiểu là 123 nha ở mục là start up chúng ta sẽ nhập số 3 vào Ok thì trang số 2 trở đi bắt đầu bằng số 3 này 3 này 4 5 Rồi thấy không rất là đơn giản đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách đánh số trao bất kỳ trong quật. nếu thấy video hay hữu ích thì bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn theo dõi